Thưa quý vị, tiếp nối bản tin với khóa tu một ngày an lạc diễn ra tại chùa Quốc Ân Khải Tường, tỉnh Đồng Nai và chùa Biểu Hưng, tỉnh Kiên Giang. Chủ nhật ngày 10 tháng 12, chùa Quốc Ân Khải Tường, Đồng Nai tiếp tục chào đón các tu sinh về tham dự khóa tu một ngày an lạc lần thứ hai diễn ra vào cuối tuần. Đúng 8 giờ, tu sinh dân tập tại chánh điện cùng nhau hành thiền buổi sáng giúp nhận diện trọn vẹn một ngày cuối tuần an lạc. Chia sẻ pháp thoại lần này với chủ đề sống với hiện tại của Đại Đức Thích Minh Ân. Đại Đức nêu quan điểm về tình thương, lòng bao dung, sự hỷ lạc và đó chia sẻ kinh nghiệm giúp tu sinh nhận diện cảm xúc và kiểm soát cảm xúc thông qua giáo lý vô ngã vô thường của Đạo Phật. Theo Đại Đức, con người biết sống tỉnh thức trong hiện tại, làm chủ tư duy và hành động, nỗ lực tu tập đúng chánh pháp để nuôi dưỡng năng lượng an lạc, chắc chắn sẽ chuyển hóa được các tập tánh tiêu cực, đẩy lùi khổ đau, xây dựng nên đời sống tinh thần hạnh phúc cho bản thân, gia đình và xã hội. Sống trong hiện tại cũng để thấy mọi chúng sanh có mặt trên cuộc đời này đều có giá trị và mang một sứ mệnh riêng biệt. Vì thế chúng ta có trách nhiệm phát huy sứ mệnh của mình để làm cho thế giới trở nên tốt đẹp. Sau thời pháp thoại, tu sinh được chư tăng hướng dẫn thời khóa tụng kinh, thiền hành quá đường, chỉ tịnh. Buổi chiều cùng ngày, tu sinh được dự buổi thiền trà và tham gia game show học Phật hiệu Pháp. Đây là khoảng thời gian giao lưu chia sẻ Phật Pháp giữa các tu sinh và ban tổ chức khóa tu. Được biết khóa tu một ngày an lạc được tổ chức vào chủ nhật hàng tuần từ 7:30 đến 16 giờ tại chùa Quốc Ân Khải Tường, xã Long Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Phật tử phát tâm tham dự khóa tu đăng ký qua fanpage chùa Quốc Ân Khải Tường.